À, chào mừng quý vị đến với kênh review của phường 8. Bây giờ là 4 giờ chiều ngày 7 tháng 10 và trân trọng giới thiệu quý vị là rất hân hạnh được đón bác Tâm ở khu Biến Sơn, huyện Nhân Lập và ra để đặt một bộ sập trên tùy gà cá của Vũ Hương Đỏ Nam Phi đây. Và hình ảnh quý vị đây là bác Tâm này. Đây là con trai của bác và hai đứa con của bác đang ra để đặt bộ sập thờ, hai chiếc lượng bộ sập trên tùy dạ cá Vũ Hương Đỏ phía trước 822. Bác đang lúc nói đây một tí nhận ông Hoàng lấy của em. Cái con của con trai của Tâm đang đưa ra để đặt đồ đây. Rất là nhiều sập. Đây cho là bao nhiêu mặt sập vụ hương. Ai có nhu cầu muốn sở hữu bộ sập như của bác Tâm này nhá thì sẽ liên hệ với cơ sở của Vũ Tùng Tám nhá. Vâng. Khoảng đưa năm tại xã An Phú, quận Cầu Kê, tỉnh Phú Thọ. Còn xa bên Tết rồi, rất là nhiều khách đang về đặt đồ cơ sở thôi. Mình chọn về mấy vị khách hàng như này, trầm ghế, trầm kệ. Đây con trai của con Tâm này. Và thì nói chung là mình đợi là tháng 10 rồi. Khách đang về cơ sở đồ Vũ Tùng Tám rồi rất nhiều đặt đồ. Rất là tất bật, sợ người đang làm tốc độ rất cao. Đúng rồi. Khách về rất là nhiều. Và ai có nhu cầu sắm đồ sẽ chuẩn bị đi sắm này nha. Hôm nay cuối tháng này có lẽ chúng tôi sẽ chép đơn đặt hàng. Và cái cho nó xem đây đeo hơn. Các bác về à? Vâng, rất chân thành cảm ơn bác Tâm nhá. Vâng vâng, đã tin tưởng. Vâng vâng ạ. Vâng thế. Chào anh nhá. Vâng vâng. Vâng thế cảm ơn các anh các bác nhá đã có tin tưởng đến cơ sở đồ gỗ Tùng Tám em để đặt đồ nhá. Vâng vâng, thế xin chào. Vâng chào anh. Đấy. Đây là hai đoàn khách nhá. Và quý vị nhá, một đoàn là ở Cẩm Khê, đoàn ở Yên Lập. Và hôm nay là buổi chiều ngày 7 tháng 10 năm 2019. Và chúng tôi được đón hai đoàn này là buổi chiều. Và buổi sáng này là có một đoàn rồi. Là ở Phú Thọ rồi. Và thế xin chào mọi người nhé, mọi người đã bước chút thời gian theo dõi kênh YouTube của Vũ Tùng Tám nhé. Và hẹn là quý vị trong clip khác chúng tôi quay chi tiết sản phẩm hơn. Và hôm nay tôi chỉ giới thiệu quý vị khách hàng đến đặt đồ thôi, bởi vì hôm nay đến đặt thì chưa có sản phẩm. Và xin chào mọi người, hẹn gặp lại quý vị clip sau nhé.